Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý vị khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất và nóng đã diễn ra trong 24 giờ qua ở video sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 18 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, tính đến 14 giờ chiều theo giờ địa phương, tâm bão Talim chỉ còn cách thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc 190 km, dự kiến sẽ đổ bộ vào tối ngày 18 tháng 8. Chính quyền phải hủy các chuyến bay, tạm dừng tàu cao tốc và yêu cầu người dân ở nhà. Cục khí tượng Trung Quốc cho biết cơn bão dự kiến tăng cường độ và đạt mức nghiêm trọng khi đổ bộ vào tối ngày 18 tháng 8 dọc theo bờ biển phía nam giữa các tỉnh Quảng Đông và Hải Nam. Mức nghiêm trọng theo thang bão của Trung Quốc là sức gió mạnh trên 41,5 m/s, khoảng 149,4 km/h, tức trên cấp 13 theo thang bão Beaufort. Tính đến 14 giờ chiều, Trung tâm khí tượng Trung Quốc cho biết Talim nằm cách thành phố Trạm Giang của tỉnh Quảng Đông khoảng 190 km về phía đông nam. Gió giật gần tâm bão đạt tối đa 38 m/s, khoảng 137 km/h. Nhà chức trách ở Quảng Đông và Hải Nam được yêu cầu chuẩn bị ứng phó với bão, trong khi thị trường chứng khoán ở Hồng Kông, Trung Quốc tạm dừng giao dịch trong ngày, các phiên tòa cũng bị hoãn. Trung tâm khí tượng Trung Quốc dự báo gió giật mạnh ở vùng biển gần các tỉnh Quảng Đông và Hải Nam. Sóng có thể cao từ 6 đến 9 mét ở phía Bắc Biển Đông. Mưa đặc biệt lớn lên tới 250 đến 280 mm dự kiến dội xuống bờ biển phía Tây Nam Quảng Tây và phía Bắc Hải Nam. Một số thành phố phía Đông Nam tỉnh Phúc Kiến và phía Đông Nam tỉnh Giang Tô cũng hứng mưa 200 đến 300 mm, hiện nhiều nơi đã ngập sâu. Ngược lại, thị trấn San Bao ở vùng trũng Tupan của Tân Cương phía Bắc Trung Quốc lại hứng chịu nhiệt độ kỷ lục 52,2 độ C. Dự kiến cái nóng chết người sẽ kéo dài ít nhất 5 ngày tới. Nhiệt độ cao kéo dài ở Trung Quốc thách thức lưới điện và mùa màng đang gây lo ngại về một đợt hạn hán mới tương đương đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong 60 năm qua. Mới nửa năm trước, thành phố Mạc Hà ở đông bắc tỉnh Hắc Long Giang phải chịu một trạng thái đối lập khác ở nhiệt độ âm sâu 53 độ C, phá vỡ mức thấp nhất mọi thời đại trước đó và âm 52,3 độ C vào năm 1969. Trung Quốc hứng chịu cơn bão nhiệt đới đầu tiên trong năm khi cơn bão Talim đổ bộ. Do ảnh hưởng của cơn bão, hàng chục chuyến bay và chuyến tàu đã bị hủy bỏ. Bão Talim đổ bộ vào thành phố Trạm Giang của tỉnh Quảng Đông lúc 22 giờ 20 phút theo giờ địa phương. Với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão có thể đạt tới 136,8 km/h. Theo hãng tin Reuters, bão Talim được dự báo là một cơn bão nhiệt đới nghiêm trọng khi sức gió mạnh hơn 150 km/h, rất hiếm khi xảy ra đối với một cơn bão vào đầu mùa mưa. Bão Talim đổ bộ vào thành phố Trạm Giang của tỉnh Quảng Đông lúc 22 giờ 20 phút, nước ngập sâu ở Trạm Giang. Gần 230.000 người ở tỉnh Quảng Đông đã được sơ tán đến nơi an toàn trước khi bão đổ bộ, trong đó hơn 8.000 công nhân nuôi cá đã được đưa vào bờ, theo Tân Hoa Xã. Chính quyền địa phương cũng ra lệnh đóng cửa hàng chục điểm du lịch ven biển, yêu cầu người dân ở yên trong nhà, đóng cửa mọi hoạt động kinh doanh và trường học. Ngoài ra, chính quyền Trung Quốc cũng đưa ra các cảnh báo lũ lụt. Cục khí tượng Trung Quốc đã phát cảnh báo đỏ về lũ quét ở một số vùng do bão Talim. Trong số này có khu vực phía Nam Quảng Tây, một trong những nơi nằm trên đường đi của bão. Đây là cảnh báo đỏ đầu tiên trong năm 2023. Trong khi đó, giới chức các tỉnh Quảng Đông, Hải Nam và Quảng Tây đã gấp rút chuẩn bị đối phó với bão. Các nhà chức trách ở Hải Nam đã yêu cầu các tàu ở vùng biển gần đó quay trở lại cảng và dịch vụ phà giữa Hải Nam, Quảng Đông đã bị đình chỉ. Đường sắt cao tốc và các chuyến tàu ngoại ô ở Hải Nam cũng bị tạm dừng. Các tuyến đường kết nối với hòn đảo du lịch này đóng cửa. Truyền thông Trung Quốc đưa tin sân bay Chu Hải ở Quảng Đông đã hủy 43 chuyến bay đến và 36 chuyến bay đi. Các sân bay khác ở Hải Khẩu và Quỳnh Hải cũng hủy tất cả các chuyến bay đến và đi. Theo Cục Khí tượng Trung Quốc, lượng mưa tại một số thành phố ở phía đông nam tỉnh Phúc Kiến và phía đông tỉnh Giang Tô lên tới 200-300 mm chỉ trong vòng 3 giờ đầu. Chính quyền tỉnh Phúc Kiến ban bố tình trạng khẩn cấp về mưa bão. Mưa và dông được dự đoán sẽ kéo dài từ cuối tuần ở hầu hết các quận và thành phố. Ngay cả trước khi bão Talim đổ bộ, hành khách trên một chiếc xe buýt công cộng ở Giang Tô đã lội qua nước ngập đến đầu gối để lên xe. Một người dùng mạng xã hội cho biết ở một số nơi đã ngập sâu cả mét. Tại đặc khu Hồng Kông, Trung Quốc, sàn giao dịch chứng khoán của thành phố đã ngừng hoạt động vì bão. Tất cả các phiên tòa xét xử trong thành phố cũng bị hoãn lại.
cơ quan quản lý sân bay Hồng Kông cho biết hơn 1.000 hành khách bị ảnh hưởng do chuyến bay bị hủy hoặc hoãn lại. Theo dự báo, bão Talim di chuyển về phía Tây Bắc và vào khu vực Quảng Tây, duy trì tốc độ 20 km/h. Bão Talim có thể giảm tốc độ suy yếu và tan dần. Cục Khí tượng Trung Quốc dự báo gió giật mạnh ở các vùng biển gần các tỉnh thành phía Nam, mưa lớn từ 250 đến 280 mm trên bờ biển phía Tây Nam của Quảng Tây và phía Bắc đảo Hải Nam, những đợt sóng dữ dội cao 6-9 mét dự báo tấn công các khu vực phía Bắc của Biển Đông. Tân Hoa Xã dẫn cảnh báo của trạm dự báo biển đảo Hải Nam về những cơn sóng cao tới 6 mét ở phía nam hòn đảo này. Thưa quý vị, lũ lụt thảm khốc trên sông Dương Tử đang tới, có ít nhất 22 người thiệt mạng và khoảng 20 người mất tích sau khi một trận bão lớn đổ bộ vào Trung Quốc cuối tuần qua, trong khi nhiều khu vực bị tàn phá nặng nề bởi mưa lớn và lũ quét. Khoảng 210.000 người ở 8 tỉnh và khu vực miền Nam là Hồ Bắc, Tứ Xuyên, Quý Châu, Giang Tây, Vân Nam, Chiết Giang và An Huy phải sơ tán. Theo Bộ các vấn đề dân sự Trung Quốc, mùa màng bị hư hại và hàng chục ngôi nhà bị sập. Ước tính thiệt hại kinh tế là 7,34 tỷ nhân dân tệ. Tại thành phố Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc, mưa lớn khiến các con sông vỡ bờ, 5 trường hợp tử vong được ghi nhận ở khu vực này. Trung tâm Cứu trợ Hạn hán và Kiểm soát lũ lụt Trùng Khánh cho biết 1.197 người đã được sơ tán và 66 ngôi nhà bị phá hủy. Tại tỉnh láng giềng Tứ Xuyên, 4 người chết sau khi mưa lớn và lở đất khiến những ngôi nhà của các nạn nhân đổ sập. Vĩnh Ninh, một nhánh sông Dương Tử trải qua đợt lũ lụt khủng khiếp nhất trong vòng 80 năm trở lại đây. Mực nước nhánh sông này tăng 1,43 mét so với mức an toàn. Tại tỉnh Quý Châu, lực lượng cứu hộ đang cố gắng giải cứu 8 thợ mỏ bị mắc kẹt dưới lòng đất, vốn bị ngập sau cơn mưa xối xả. Trong khi đó, tỉnh Hồ Nam ở phía Nam Trung Quốc ước tính thiệt hại khoảng 73 triệu nhân dân tệ, tương đương 11 triệu đô la Mỹ. Cách đây hơn 2 tháng, Tổng thư ký Ủy ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và Cứu trợ Hạn hán Quốc gia kiêm Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước ông Lưu Ninh cho biết rất có thể sông Dương Tử sẽ ngập lụt nặng ở vùng Trung Lưu và Hạ Lưu trong năm nay. Tân Hoa Xã dẫn lời quan chức này cảnh báo mùa lũ đã bắt đầu sớm hơn so với mọi năm. Cũng theo ông Lưu, Trung Quốc nhiều khả năng phải đối mặt với hiện tượng thời tiết cực đoan do hiệu ứng El Nino xảy ra. Dự kiến từ tháng 6 đến tháng 8, toàn bộ sông Dương Tử có lượng mưa tăng thêm 50%. Riêng khu vực Trung Lưu tăng 50-80%. Mưa lớn và dông bão đang tàn phá khắp Trung Quốc, khiến hàng chục người thiệt mạng và gây thiệt hại kinh tế ước tính 25,9 tỷ nhân dân tệ, khoảng 3,87 tỷ đô la Mỹ. Truyền hình nhà nước Trung Quốc cho biết 241 con sông ở 24 tỉnh của nước này đã tràn bờ, gây ngập lụt trong vài ngày qua. Cơ quan dự báo khí tượng cảnh báo mưa sẽ rơi nhiều hơn trên cả nước vào cuối tuần, trong khi lũ lụt và sạt lở đất có nguy cơ xảy ra ở tỉnh Tứ Xuyên. Mưa lớn và lũ lụt thường xảy ra ở Trung Quốc hàng năm, khiến hàng trăm người tử vong. Năm nay đã có một tỉnh thông báo cái chết của 15 người và 3 người khác bị thương. Tỉnh Cam Túc ghi nhận 12 người chết, 4 người mất tích và hơn 1 triệu người bị ảnh hưởng. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, lượng mưa có thể vượt quá 80mm một giờ ở một số khu vực, đồng thời cảnh báo lũ lụt ở phía Đông Bắc và kêu gọi chính quyền tạm ngừng các hoạt động ngoài trời, cũng như theo dõi các tòa nhà có nguy cơ bị sập. Trong khi đó, mực nước sông Dương Tử chạy từ Vân Nam đến Giang Tô và Thượng Hải trên bờ biển phía Đông Trung Quốc đã dâng cao, gây ngập lụt ở nhiều nhánh và đổ lượng nước khổng lồ vào hồ chứa Tam Hiệp. Hãng tin Tân Hoa Xã đưa tin hơn 10 con đường cao tốc ở Tứ Xuyên hiện không thể tiếp cận do lũ lụt. Một cây cầu bắc qua sông Min, một nhánh sông Dương Tử cũng bị sập. Lũ lụt ở tỉnh Tứ Xuyên đã gây thiệt hại khoảng 2,4 tỷ nhân dân tệ, khoảng 360 triệu đô la Mỹ, theo cơ quan quản lý khẩn cấp. Lực lượng cứu hộ đã được triển khai đến tỉnh Tứ Xuyên và tỉnh Cam Túc lân cận. Thành phố Trùng Khánh gần đó đã sơ tán hơn 80.000 cư dân. Mưa lớn cũng khiến sông Hoàng Hà chảy qua miền Bắc Trung Quốc tràn bờ, làm gián đoạn một phần của tuyến đường sắt ở tỉnh Thiểm Tây. Khu vực Nội Mông bình thường vốn khô cằn, nay phải ban hành cảnh báo lũ lụt. Thưa quý vị, hơn 120 người báo cáo trước đó là 135 người có thể đã bị chôn vùi trong một trận lở đất nghiêm trọng ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc. Nhân dân Nhật báo cho hay khoảng 40 ngôi nhà bị phá hủy ở làng Simo, huyện Mao Tây An sau khi một bên sườn núi đổ sập xuống lúc 6 giờ sáng theo giờ địa phương. 500 nhân viên cứu hộ đã có mặt và cố gắng xác định vị trí của những người mất tích. Hình ảnh của nhân dân Nhật báo cho thấy hàng chục máy xúc được huy động. Giới chức Tứ Xuyên cho biết vụ sạt lở từ ngọn núi cao 3.000 mét tạo ra đống đất đá dài 2 km, rộng 400 m, dày 50 m. Lở đất cũng làm tắc nghẽn một đoạn sông dài 2 km theo Tân Hoa Xã. Cảnh sát đã cấm đi lại trên một số tuyến đường trong huyện để tạo điều kiện cho lực lượng cấp cứu di chuyển. Theo báo giới địa phương, một cặp vợ chồng và đứa con nhỏ hơn 1 tháng tuổi đã may mắn thoát nạn. Người chồng kể vợ chồng ông tỉnh giấc
do con khóc vào khoảng 5 giờ sáng nên kịp chạy ra khỏi nhà. Tuy nhiên, họ vẫn bị chôn vùi và được đội cứu hộ cứu ra sau đó. Cả 3 người được đưa tới bệnh viện và sức khỏe đã ổn định. Cảnh sát địa phương cho hay lở đất là do mưa lớn nhiều ngày qua trong khu vực này thiếu vắng cây cối, cả hàng tấn đá rơi xuống. Cảnh sát trưởng Trần Thiết Bắc nói, khu vực trên thường xảy ra động đất bao gồm một trận vào năm 1933, khiến nhiều phần của thị trấn Desi bị vùi dưới cái hồ bên cạnh. Năm 2008, trận động đất 8 độ Richter ở huyện Vấn Xuyên, tỉnh Từ Xuyên làm gần 70.000 người thiệt mạng. Trong khu vực này còn có nhiều đập nước bao gồm 2 nhà máy thủy điện ở thị trấn Desi gần ngôi làng vừa bị chôn vùi. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.